Hôm nay anh em mình làm một chuyến phượt ra khơi nha anh em, trên chiếc thuyền hơi sử dụng động cơ Yamaha. Động cơ bao nhiêu thì anh? Đây. Tấm HP phải không? Hôm nay anh em mình sử dụng cái thuyền hơi tấm HP chạy ra Hòn Đỏ với Bác Ốc nha anh em. Đây anh em. Đây là ở cửa sông. Cửa sông này nó sẽ thông với cửa biển. Hôm nay anh em mình sẽ dùng thuyền hơi động cơ tấm HP. Bỏ xuống kia. Anh em nổ máy, bây giờ bắt đầu nổ máy nha. Mình quay mặt khẩu nha, mặt khẩu đi về luôn á. Mình bị con động ở trời. Dân hồ nó mới có lấy chứ. Thôi, kiểu vậy thôi anh em. Ừ, cẩn thận đạp thôi á. Anh em. Đây mình bắt đầu chạy nha. Xuống nước
đặt ốc và bán cá. Được. Nước trong lắm anh em, trong và xanh lắm. Đây. Trong và xanh. Người ta nói nước trong xanh có khác. Xuống đi. Quên. Mực cương này. Mực cương. Mình thấy đường vậy. Thấy mực cương. Má mày bỏ một ké rồi không nhớ cờ hả? Má mua chưa mua đầy cho thẳng. Cái túi này, cái túi này. À, xuống đi. Thank you.
Nên mình vô bờ nha anh em. Nên mình vô bờ. Về. Nắng quá. Mùi nhé đang tới nha anh em. Ây, hai đầu đầu. À. Đây anh em. Nên mình về. Ô, đâu chiến lợi phẩm đâu mà nhiêu cá đâu. Đây anh em. Ô, quá quá trời thế anh em ơi. Đồ. À, quá tuyệt vời luôn. Đây anh em, mình thấy cái không? Ô. Đây. Các hàng chích ngày đầu đang.